chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 5: Ở nhà. Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần luyện đọc. Chúng mình cùng nhau ôn tập lại các âm và vần mà chúng mình đã được học trong tuần vừa qua nhé. Các em nghe cô đọc: tờ, thờ, nhờ, rờ, chờ, ia, ua, ưa. Như vậy đây là những âm và những vần mà các em đã được học trong tuần vừa qua. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh bên cạnh những âm và vần mà chúng mình đã học và tìm cho cô tiếng có chứa vần và âm tương ứng với bức tranh đó nhé. Cho cô biết trong tranh thứ nhất đó là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh cái tủ đấy. Tiếng tủ có chứa âm tờ. Tiếp tục chúng ta quan sát bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là con gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh con thỏ đấy. Tiếng thỏ có chứa âm thờ. Tiếp tục bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là quả gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh quả nho đấy. Tiếng nho có chứa âm nhờ. Tiếp tục bức tranh thứ tư, cho cô biết đây là con gì? Đây chính là con cá đấy. Con cá này có tên là con cá rô. Tiếng rô có chứa âm r. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, cho cô biết đây là cây gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh cây tre đấy. Tiếng tre có chứa âm chờ. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, cho cô biết đây là cái gì? Đây chính là cái nĩa đấy. Cái nĩa dùng để ăn thức ăn trong bàn ăn của mình đấy. Tiếng nĩa có chứa vần ia. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, cho cô biết đây là con gì? Trong tranh đó là hình ảnh con cua đấy các em. Tiếng cua có chứa âm cờ. Tiếng cua có chứa vần ua. Tiếp tục bức tranh tiếp theo, cho cô biết đây là quả gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh quả dừa đấy. Tiếng dừa có chứa vần ưa. Chúng mình cùng nhau đọc lại các âm và vần chúng mình đã học nhé. Tờ, thờ, nhờ, rờ, chờ, ia, ua, ưa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thành bảng ôn tập nhé. Đây là bảng ôn tập. Trong sách giáo khoa của các em cũng đã có bảng ôn tập. Bây giờ nhiệm vụ của các em như sau. Chúng ta sẽ hoàn thành bảng ôn tập. Ở đây phía trên là các nguyên âm. Chúng mình cùng nhau đọc nhé. A, ia, u, ua, ư, ưa. Các em ạ, ở đây vần ia cũng chính là nguyên âm đôi ia, vần ua là nguyên âm đôi ua và vần ưa là nguyên âm đôi ưa. Do đó đây là các nguyên âm. Còn đây là các phụ âm. Chúng mình cùng nhau đọc lại các phụ âm nhé. Tờ, thờ, nhờ, rờ, chờ. Nhiệm vụ của các em là các em hãy ghép phụ âm với các nguyên âm
để tạo thành tiếng tương ứng và điền ở phía dưới. Ví dụ, phụ âm tờ ghép với nguyên âm A, chúng ta sẽ được tiếng tờ A ta. Tương tự, các phụ âm còn lại chúng ta sẽ ghép với các nguyên âm để tạo thành tiếng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta điền vào bảng ôn tập số 1. Chúng mình cùng nhau hoàn thành bảng ôn tập nhé. Âm tờ ghép với âm ia, chúng ta sẽ được tiếng tờ ia tia. Âm tờ ghép với âm u, chúng ta sẽ được tiếng tờ u tu. Tờ ghép với ua, chúng ta sẽ được tờ ua tua. Tờ ghép với ư, chúng ta sẽ được tiếng tờ ư tư. Tờ ghép với ưa, chúng ta sẽ được tiếng tờ ưa tưa. Chúng mình đọc trơn lại nhé. Ta, tia, tu, tua, tư, tưa. Âm thờ ghép với A, chúng ta sẽ được tiếng thờ A tha. Âm thờ ghép với ia, chúng ta sẽ được tiếng thờ ia thia. Thờ ghép với u, chúng ta sẽ được tiếng thờ u thu. Thờ ghép với ua, chúng ta sẽ được tiếng thờ ua thua. Thờ ghép với ư, chúng ta sẽ được tiếng thờ ư thư. Thờ ghép với ưa, chúng ta sẽ được tiếng thờ ưa thưa. Chúng mình đọc trơn lại nhé. Tha, thia, thu, thua, thư, thưa. Tiếp tục chúng mình ghép âm nhờ. Nhờ, a nha. Nhờ ghép với ia là nhờ yên nhia. Nhờ ghép với u là nhờ u nhu. Nhờ ghép với ua, nhờ ua nhua. Nhờ ghép với ư, chúng ta sẽ được nhờ ư như. Nhờ ghép với ưa, chúng ta sẽ được nhờ ưa như. Chúng mình đọc trơn lại nào. Nha, nhia, nhu, nhua, như, nhưa. Tiếp tục âm r ghép với âm a, chúng ta sẽ được tiếng r a ra. R ghép với ia, chúng ta sẽ được tiếng r i ria. R ghép với u, chúng ta sẽ được tiếng r u ru. R ghép với ua, chúng ta sẽ được tiếng r ua rua. R ghép với ư, chúng ta sẽ được tiếng r ư rư. R ghép với ưa, chúng ta sẽ được tiếng r ư rưa. Chúng mình đọc trơn lại các tiếng này nhé. Ra, ria, ru, rua, rư, rưa. Tiếp tục chúng mình ghép chờ ghép với a, chúng ta sẽ được tiếng chờ a cha. Chờ ghép với ia, chúng ta sẽ được tiếng chờ ia chia. Chờ ghép với u, chúng ta sẽ được tiếng chờ u chu. Chờ ghép với ua, chúng ta sẽ được tiếng chờ ua chua. Chờ ghép với ư, chúng ta sẽ được tiếng chờ ư chư. Chờ ghép với ưa, chúng ta sẽ được tiếng chờ ư chưa. Chúng mình đọc trơn lại nhé. Cha, chia, chu, chua, chư, chưa. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bảng ôn tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau hoàn thành bảng ôn tập số 2. Bảng ôn tập số 2 là các tiếng ghép với thanh để tạo thành các tiếng mới. Ở đây là thanh huyền, thanh sắt, thanh hỏi, thanh ngã và thanh nặng. Nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ ghép tiếng với các thanh để tạo thành tiếng mới. Ví dụ, tiếng T thêm thanh huyền, chúng ta sẽ được tiếng tờ ET huyền tè. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta điền vào bảng ôn tập số 2. Chúng mình cùng nhau hoàn thành bảng ôn tập số 2 nhé.
Tờ ET sắc tế. Tờ ET hỏi tể. Tờ ET ngã tể. Tờ ET nặng tệ. T tè tế tể tệ tệ. Tiếng Nha ghép với thanh Huyền, chúng ta sẽ được tiếng nhờ A Nha Huyền Nhà. Nhờ A Nha sắc nhá. Nhờ A Nha hỏi nhã. Nhờ A Nha ngã nhã. Nhờ A Nha nặng nhạc. Nha nhà nhá nhã nhã nhạ. Như vậy cô trò chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong bảng ôn tập số 2. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn văn ứng dụng nhé. Đây là đoạn văn ứng dụng trong bài. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô nhé. Mi lu thỏ ra ngõ chờ mẹ. Trưa mẹ về. Mẹ cho mi lu cá trê kho và cho thỏ mía. Vừa rồi các em đã nghe cô đọc nội dung của đoạn văn. Các em hãy cho cô biết đoạn văn trên gồm có mấy câu? À các em ạ, đoạn văn trên gồm có 3 câu đấy. Câu thứ nhất là từ đầu đến chữ mẹ. Câu thứ hai là từ trưa mẹ về. Và câu thứ ba là câu còn lại đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Nghe cô đọc câu thứ nhất. Mi lu thỏ ra ngõ chờ mẹ. Mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình nên đọc câu thứ hai. Trưa mẹ về. Chúng mình đọc lại nhé. Chúng mình nên đọc tiếp câu thứ ba. Mẹ cho mi lu cá trê kho và cho thỏ mía. Chúng mình đọc lại câu 3 nhé. Như vậy chúng mình vừa luyện đọc xong 3 câu trong đoạn văn vừa rồi rồi đấy. Những bạn nào chúng ta đọc chưa tốt thì chúng ta sẽ đánh vần trước khi đọc nhé. Cách đánh vần như sau, cô giáo hướng dẫn các em đánh vần toàn bài. Các em lắng nghe cô giáo hướng dẫn. M i mi l u lu thờ o tho hỏi thỏ. R a ra ngờ o ngo ngã ngõ. Chờ ơ chơ huyền chờ. M e me nặng mẹ. Chờ ưa chưa. M e me nặng mẹ. V e v huyền về. M e me nặng mẹ. Chờ o cho. M i mi l u lu cờ a ca sắc cá. Chờ e chê khờ o kho. Vờ a va huyền vàng. Chờ o cho. Thờ o tho hỏi thỏ. Mờ y mia sắc mía. Chúng mình đọc trơn lại cả bài. Mi lu thỏ ra ngõ chờ mẹ. Trưa mẹ về. Mẹ cho mi lu cá trê kho và cho thỏ mía. Các em lưu ý khi chúng ta đọc đoạn văn, chúng ta cần lưu ý ngắt, nghỉ hơi, đúng dấu chấm và dấu phẩy các em nhé.
Chúng ta ngắt hơi ở dấu phẩy và nghỉ hơi ở dấu chấm nhé. Qua đoạn văn chúng mình vừa đọc, các em hãy cho cô biết Mi, Lu và Thọ ra ngõ để làm gì? À, các em ạ, Mi, Lu và Thọ ra ngõ để chờ mẹ đấy. Vậy khi nào thì mẹ về? À, đến buổi trưa thì mẹ về đấy. Vậy khi mẹ về, mẹ đã cho Mi, Lu và Thỏ những gì? À, khi mẹ đi chợ về thì mẹ đã cho Mi và Lu cá chê kho, còn cho Thỏ mía đấy các em. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn trên. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết câu sau. Mua nho, dừa, mía. Trước tiên cô giáo hướng dẫn các em viết chữ mua. Chữ mua gồm có con chữ M ghép với vần ua, có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta quan sát quy trình viết. Đầu tiên chúng ta viết con chữ M có độ cao là 2 ly. Con chữ U có độ cao là 2 ly. Và con chữ A có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta sẽ được chữ mua. Tiếp tục cách một con chữ O, chúng ta viết chữ nho. Chữ nho thì gồm có chữ N ghép với chữ O. Đầu tiên chúng ta viết con chữ N có độ cao là 2 ly. Con chữ H có độ cao là 5 ly. Và con chữ O có độ cao là 2 ly. Chúng ta đánh dấu phẩy và cách một con chữ O, chúng ta viết tiếp chữ dừa. Chữ dừa gồm chữ G ghép với vần ưa. Chúng ta viết chữ G có độ cao là 4 ly. Con chữ ư có độ cao là 2 ly. Và con chữ A có độ cao là 2 ly. Thanh huyền chúng ta sẽ để trên đầu con chữ ư. Chúng ta đánh dấu phẩy và cách một con chữ O, chúng ta viết tiếp chữ mía. Chữ mía gồm có con chữ M ghép với vần ia. Con chữ M có độ cao là 2 ly. Và vần ia có độ cao là 2 ly. Chúng ta để thanh sắc ở trên đầu con chữ Y. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết nhé. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần luyện viết. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3, đó là phần kể chuyện. Hôm nay cô giáo sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Ba Chú Thỏ. Các em hãy quan sát vào các bức tranh trong sách giáo khoa và lắng nghe cô giáo kể câu chuyện nhé. Ba chú thỏ. Nhà thỏ ở bìa rừng. Một hôm thỏ mẹ bảo: mẹ đi vắng, các con ở nhà phải đóng chặt cửa. Khi về mẹ sẽ hát. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, thì các con mở cửa nhé. Ba chú thỏ con đồng thanh đáp: vâng ạ. Sói nấp ở sau nhà nghe thấy, nó nghĩ mình tên sắp có một bữa ăn ngon lành. Thỏ mẹ vừa đi, sói đã chạy tới gõ cửa, giả giọng thỏ mẹ: thỏ con ngoan ngoãn. Thỏ út reo: à, mẹ về. Thỏ anh bảo: không phải tiếng của mẹ đâu. Sói đập cửa kêu: mở cửa. Thỏ anh bảo: cho sói đấy, cứ bình tĩnh, anh cài cửa chắc rồi. Bỗng không nghe sói đập cửa nữa. Thỏ anh ghé tai sát cửa, nghe thấy tiếng chân sói đã chạy đi xa dần. Cậu còn nghe được cả tiếng chân bác voi huỳnh huỵch. Rồi thỏ anh nghe tiếng mẹ: thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra. À, đúng là mẹ rồi. Cả ba chạy ra mở cửa, rồi kể cho mẹ nghe chuyện sói đã đến nhà đập cửa.
và con không mở cửa. Thỏ mẹ khen và dặn: mẹ không thể luôn ở bên các con cần biết tự bảo vệ bản thân mình. Như vậy vừa rồi cô đã kể cho các em nghe câu chuyện Ba chú thỏ. Bây giờ các em hãy quan sát lần lượt từng bức tranh cô giáo giới thiệu nội dung của từng đoạn nhé. Đây là bức tranh thứ nhất, tương ứng với đoạn 1. Đây là hình ảnh thỏ mẹ đang đi vắng và dặn các con của mình đấy. Thỏ mẹ đã dặn các con ở nhà nhớ phải cài chặt cửa. Có người lạ gọi cửa thì không được mở cửa đấy. Tiếp tục bức tranh thứ hai, chúng ta quan sát thấy đây là hình ảnh thỏ con ở trong nhà, và ở ngoài cửa thì có chó sói đã đến và giả giọng của mẹ. Đây là hình bóng nói của tiếng sói, đó là các con mở cửa cho mẹ. Đây là hình ảnh sói đã đến gõ cửa và giả vờ tiếng thỏ mẹ để lừa các thỏ con để ăn thịt đấy các em. Tiếp tục bức tranh thứ ba, chúng ta quan sát thấy đây là hình ảnh chó sói khi gọi cửa mà thỏ con không mở cửa thì sói đã tức quá và bỏ đi đấy. Còn đây là hình ảnh bác voi. Nội dung của đoạn 3 như sau: khi thấy bác voi tới thì sói đã bỏ chạy đấy. Tiếp tục nội dung của bức tranh thứ tư, đây là hình ảnh mẹ khi đi về thì đã gọi cửa và các con đã ra mở cửa cho mẹ mình đấy. Và các con đang thi nhau kể cho mẹ nghe câu chuyện về chó sói đã đến mà các con không mở cửa. Và khi này thì thỏ mẹ đã khen các con là rất là ngoan và dặn các con của mình là các con cần phải biết tự bảo vệ bản thân của mình vì mẹ không thể ở luôn ở bên các con được. Đó. Như vậy qua câu chuyện Ba chú thỏ cô vừa kể thì các em thấy được rằng câu chuyện muốn khuyên chúng ta phải biết nghe lời bố mẹ và phải biết tự bảo vệ bản thân của mình. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.